Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Long eBay. Thì hôm nay mình tiện thể có cái hàng mới về. Ở đây là lô vô tôn 50S. Thì ở đây về mình được về tầm 100 chiếc. Thì bây giờ mình sẽ làm cái video này, nói sơ qua một chút là hôm bữa có mấy bác thợ ấy mà có liên hệ mua IC ở bên mình ấy. Thì mua về xong thì mấy bác bảo là lại nhắn tin hỏi nói mình là bán cho anh cái IC sửa rồi à, mà tại sao nhìn trông nó xấu thế. Thì đây thì tiện đây thì cho các bác xem, đây là IC ở trong thùng nhá. Đấy, khi nhập về các bác thấy không, nó đã có hiện tượng nó bị như này rồi, chứ không phải là bên em bán đó. Bên em không bao giờ có chuyện bán hàng sửa rồi mà nói rằng hàng mới đâu. Và thứ hai là các bác cũng nói rằng là sao keo của hàng mới gì mà nó nhoen nhét thế. Thì đây các bác thấy đây, đây là keo của nó đây, 10 con hay 100 con đều như nhau cả, 100 nhoen nhét luôn đây, chứ không phải là bên em sửa xong rồi dán lại đâu. Đây nó cũng bị đổi màu ở dưới cái phần nhôm, à phần kiểu như gang của nó ở dưới nhựa đây, nhựa xước do va chạm lúc vận chuyển đây. Cái này thì không thể tránh được các bác nhá, khi chúng ta vận chuyển ấy nó bị cọ sát vào nhau ấy, nó điều rất là bình thường. Giữa những cái IC này này nó không có một cái gì nó ngăn cản cả. Thì khi vận chuyển ở đường, khi công ty vận chuyển họ bốc vác ấy thì nó bị xước rất là nhiều. Đây như các bác có thấy cái thùng nó còn lát như thế này cơ mà. Đấy, thùng nó còn lát như này thì tại sao mà IC bên trong nó lại chả nhìn xong nó chả xước đúng không ạ? Đây em sẽ lấy tiếp tục ở thùng khác cho các bác xem, lấy một cái ngẫu nhiên nào đấy đi. Đây, đây các bác nhìn keo này, keo nó dán này, thấy không? Keo dán không có một cái nào đẹp hết, ở bởi keo nó là cái dạng mềm, khi dán xong thì nó ép thì nó còn bị chảy xuống chứ không phải là nó giữ nguyên ở một cái trạng thái nào đó được. Đấy, đây cái này nó còn bị hai vết nõm này, nó tì vào con IC khác thành hai vết nõm này. Đây nhưng con này cũng xước đằng sau này. Đấy, thì các bác lưu ý giúp em là khi các bác mua giá thợ thì cứ yên tâm rằng là bên em không bao giờ có chuyện bán hàng sửa rồi. Sửa rồi là nói sửa rồi, mà đã bán cho thợ thì không bao giờ bán hàng sửa rồi. Bên em sửa rồi sẽ bán thanh lý cho khách lẻ chứ không bao giờ bán cho thợ. Đấy, bác thấy không? Tất cả 100 con đều nhau cả 100. Đây là do nhà sản xuất họ đã làm như này rồi. Bên em thì cung cấp cho rất nhiều các nò độ. Các bác nào làm chuyên thì các bác hiểu, còn những các bác mới vào nghề ấy, thấy những cái này như này thì các bác tưởng là hàng sửa rồi. Đấy, thì các bác nào nó các nò độ hoặc các bác nào thợ mà muốn trải nghiệm dòng IC này có thể liên hệ bên em thì có giá thợ cho các bác. Và tiếp theo ở đây có cả cái động cơ 2000W. Bên em thì về hôm bữa là về chục cái thì bán thì còn tương đây, tí nữa thì cũng đi nốt cho thợ và cho khách lẻ. Động cơ 2000W và 3000W thì bên ngoài cái kích thước bên ngoài nó giống nhau, kiểu dáng nó giống nhau. Cái kiểu dáng này nó gọi là kiểu dáng V3. Còn là V4 thì đây, cho các bác xem bản V4. Bản V4 nó sẽ như thế này, và nó có gắn thêm một mặt cánh gió ở một mặt bên này nhá. Đây bên này có cái lỗ ốc này để nó gắn cánh gió. Thì đây là bản V4. Bản V4 này thì nó sẽ đắt hơn bản V3 mấy trăm nghìn ấy. Chủ yếu nó đắt hơn là cái công họ làm vỏ thôi. Còn cái lõi thì nó vẫn giống nhau nhá, nó không khác gì nhau cả. Thế là các bác đừng đồn là V3 với V4 là nó chênh nhau về công suất. Công suất vẫn vậy, vẫn là 3000W. Nõi vẫn sử dụng chung, chỉ khác mỗi cái vỏ thôi. Đấy, ở đây thì bên em có cả cái cụm tăng tốc, tăng ga, độ cho xe điện để cho nó cảm giác nặng giống của xe máy. Và đi ở đây thì cũng có cả cái cụm tăng tốc này, có cả tay nắm này. Khi các bác độ cái này lên ấy thì sẽ có thể chuyển đổi được cái tay nắm. Ví dụ như cái tay nắm này mình không thích đúng không, thì mình chuyển sang tay nắm khác được. Còn nếu mà đi cái tay ga zin của con xe điện ấy thì không thể nào mà chuyển đổi được, nó rất là khó. Bên em có cả IC 72400 này và 72360 của ND. Đấy, IC này đang để đây để test thử lập trình, nên là mình để ngoài này. Và rất là nhiều những cái đồ khác nữa, ví dụ cáp USB để chỉnh vô tôn rất là nhiều. Chỗ này thì hơn 300 chiếc về, luôn luôn về có duy trì số lượng để các bác thợ lấy để chỉnh và bán lại cho khách. Đấy thì nếu các bác thợ nào cần thì có thể liên hệ bên em. Và bên em cũng khá là sẵn những cái đồ mà độ phong cách Trung Quốc đang rất là nổi trên thị trường bây giờ. Đối với thị trường Việt Nam mình rất là mới, còn thị trường bên Trung Quốc thì họ đã chơi rất là lâu rồi. Thì các bác sẽ nên là cập nhật ngay những cái xu hướng chơi này, bởi vì có thể là 1-2 năm nữa ấy, thì nó sẽ lại bị loãng và chúng con. Thế nên các bác vào nghề ấy, thì sẽ bị chậm. Đấy, ở đây thì cục lưng này, cục lưng ghi đông rất là nhiều nhá. Chỗ này thì vài trăm cục, thoải mái các bác chơi này. Có cả heo,
Heo độ này, heo độ phanh đĩa cho xe điện. Heo này thì giá rẻ là phù hợp với học sinh. IC đen và rất là nhiều thứ khác nữa. Chắn bùn này và còi, nói chung là nhiều lắm. Thì các bác nào cần thì có thể liên hệ bên em theo số điện thoại ở dưới hoặc là truy cập vào trang web bên em. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở các video sau.